Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 8, Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất là 360% mỗi năm và người vay phải thuế chấp bằng ảnh khỏa thân. Lợi dụng sự khó khăn kinh tế của các nạn nhân khi muốn vay tiền, Hoàng Trọng Đức sinh năm 2001 chỉ đạo đàn em gồm Đỗ Hồng Quân sinh năm 2003, Phùng Quang Huy sinh năm 1997 yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay. Sau đó, Đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1% một ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30% một tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp. Nếu khách hàng đóng tiền chậm 3 đến 4 ngày sẽ bị phạt 1 ngày tiền góp của số tiền vay. Nếu chậm trên 10 ngày thì bắt đóng lại từ đầu đối với tiền đứng nếu đóng chậm một ngày bị phạt một số tiền vay nếu khách hàng vẫn chưa trả đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp tinh thần người vay Ngoài các đối tượng trên, công an còn bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1994, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1995, cùng ngụ thành phố Hà Nội, Trịnh Duy Anh, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nam Định và Cù Việt Cường, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Phú Thọ. Việc đấu tranh triệt phá băng nhóm này nằm trong kế hoạch được ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo toàn lực lượng ra quân tấn công tội phạm cưỡng đoạt tài sản và liên quan hoạt động tín dụng đen Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến phòng cảnh sát hình sự tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với trung tá Võ Khôi Nghĩa, đội trưởng đội 4 để trình báo.